Ăn chip nữa hả? Cô giáo có cho con đi party không? Đi đái á. Ủa sao có thư gì đó? Hả? Con có đi đái không? Nay có chơi gì bạn? Chơi gì với bạn? Chơi gì? Nói cô giáo cho chơi gì? Con không chịu chơi hả? Sao kỳ vậy? Con không muốn chơi play đồ á. Ừ, con có lấy giấy con vẽ không? Có tô màu không? Tô màu vẽ. Có tô màu không? Nay có tô màu không? Tô màu. Con thích đi học không? Dạ. Mai đi nha. Dạ. Mai ba chở đi học ha. Dạ. Mai không có khóc nữa nha. Dạ. Giỏi vậy. Cười. Khoai đi. Hay đi. Khoai ba nè. Để khoai con gió mạnh lắm nha. Ừ. Khoai con bực nè. Khoai. Khoai khoai cô giáo hả? Dạ.